số mà to thì không to thì hay là cũng dù nhiều đấy nó giỏi nó thẳng được kéo nhiều được đó thì cũng tốt mà liệu có gì được hay không với bạn nội cũng rất là thông cảm cái việc làm cho xã hội là khi họ cái kia cái khác ví dụ được như hồn cục hồn nó hoàn thành những cái đối với điện giữa là cái lý do bạn cũng ra làm gì thì mà nội dù sao thì nó là cuộc sống trong cái hình xã hội thì nội cũng biết tranh thủ thì được thì tốt mà nó có khó khăn lớn thì là không có thời gian thì thâu thì dù cho nó có cách chỉ dạy ngu mà nó điện điện nó ở không mình nó muốn dạy chứ mà lũ con cách cái đó là kia bệnh viện rồi thâu đớn thì khác cái chuyện đó là cái còn chuyện con cháu nó biết còn cái lỗi mà ngậm cám đó là cái lỗi nó biết cái nó gì nó cũng hay cái gì đó mà nó gì tao cũng mới tập xong răng